Kính thưa quý vị, nhạc trưởng bị mù màu cảm thụ màu sắc bằng âm nhạc. Tin từ London, Neil Harbison, một nhạc trưởng sinh ra tại Anh nhưng lại lớn lên ở Catalonia, Tây Ban Nha, đã được chẩn đoán mắc bệnh mù màu ngay từ khi còn bé. Tuy nhiên, để bù lại cho đôi mắt không còn phân biệt được màu sắc, Harbison lại có một đôi tai nhạy cảm và một khả năng cảm thụ âm nhạc vô cùng tuyệt vời. Để giúp Harbison có một cảm nhận được sự tuyệt vời của màu sắc, các bác sĩ đã gắn một chiếc antenna lên đầu của anh. Theo các bác sĩ cho biết, chiếc antenna nói trên có khả năng phát hiện ra nhiều phần khác nhau của quang phổ, phiên dịch và biến chúng thành những tin nhắn gửi đến não của Harbison. Từ đó, não bộ của anh sẽ có thể dịch chúng thành các âm thanh nghe được bằng tai. Điều đó đồng nghĩa với các việc, thay vì nhìn được màu sắc, Harbison có thể cảm nhận được chúng bằng phương pháp nghe. Ý tưởng kỳ lạ nói trên đã được đề xuất khi Harbison còn theo học tại trường cao đẳng nghệ thuật Darlington nằm ở Devon và tham gia trong một dự án với Adam Montanen, một sinh viên của trường đại học Plymouth. Lúc ban đầu, chiếc antenna này đã được chế tạo với một máy quay, một máy tính và một cặp headphone đi kèm. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, Harbison đã biến nó thành một thiết bị nhỏ gọn và tiện dụng hơn. Cho đến năm 2004, Harbison đã quyết định gắn chặt thiết bị vĩnh viễn trên đầu của mình. Kể từ đó đến nay, anh đã từng thay đến 10 chiếc antenna khác nhau cho đôi mắt của mình. Không dừng lại ở khả năng cảm nhận hiện nay, Harbison còn tìm cách diễn giải âm thanh trở thành màu sắc khi đang điều khiển cả một dàn nhạc lớn. Với sự giúp đỡ của Youth Choir và Catalan Quartet String Quartet, Harbison đã dành ra nhiều ngày luyện tập và giảng dạy cho những người khác về khả năng đặc biệt nói trên. Sau đó, họ đã có một buổi biểu diễn tại nhà hát Palo de la Música ở Barcelona, nơi mà Harbison đã kết hợp một buổi hòa nhạc với một màn trình diễn ánh sáng. Màn biểu diễn nói trên đã được hỗ trợ dàn dựng và giảng dạy như một phần trong chương trình của công ty viễn thông Anh Quốc Vodafone.